Nam chính của chúng ta tên là Chezazin, là một vận động viên tài năng. Nhưng vì là hậu bối nên luôn bị nhóm tiền bối Guteman bắt nạt. Bọn họ luôn đánh đập Zazin và Mote với lý do rằng phải chịu đau được thì mới học võ được. Sau bao lần chịu đòn một cách vô lý, cuối cùng Zazin cũng không chịu được nữa. Anh kêu bọn họ dừng lại vì ngày mai còn có trận thi đấu, nếu còn đánh nữa thì bọn họ có thể bị chấn thương. Guteman không những không nghe mà còn ra tay nặng hơn với Zazin. Mote bên cạnh nhanh chóng chạy đến chắn cho Zazin. Kết quả Mote bị chấn thương nặng ở vai và phải từ bỏ trận đấu. Zazin nhìn thấy bạn mình như vậy thì tiến đến một chọi 10 với đám của Guteman. Trong trận hỗn chiến, một tên trong nhóm của Guteman đã lấy gậy bóng chày đập vào chân Zazin. Ngày hôm sau, Zazin mang theo chiếc chân đau đến đấu trường. Anh sẽ cược cả cuộc đời mình vào trận đấu này. Nhưng trận đấu này đã sớm được dàn xếp, kẻ thắng cuộc vẫn là Guteman. Sau trận đấu, Zazin phải nhập viện phẫu thuật dây chằng. Vừa mở mắt tỉnh lại đã được huấn luyện viên thông báo khoản nợ 300 triệu. Thì ra bố anh vì để đòi lại công lý cho con trai đã mang theo con bò giống của nhà hàng xóm đi biểu tình. Chớ trêu thay con bò đang bình thường bỗng nổi điên làm bị thương một số người và sau đó nó cũng đăng xuất. Bố Zazin sau đó vào nhà đá còn khoản nợ 300 triệu thì tính cho Zazin. Zazin giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên tinh thần. Để giúp đỡ thằng bạn, Mote đã giới thiệu khách hàng cho Zazin là em gái mình Gaun. Gaun nhất quyết không chịu đi vì cô cho rằng cô rất bình thường. Gaun là một vận động viên trượt băng. Trong vòng đầu tiên của trận đấu tuyển vận động viên cấp quốc gia, Gaun đã bị chơi xấu. Chân cô chảy máu ngay trên sàn đấu, cơ hội cứ thế vụt mất ngay trước mắt Gaun. Đã vậy Gaun còn bị chửi bới vì đã khiến kẻ chơi xấu cô, Sun A bị thương. Mặc dù vết thương của cô ta có như không nhưng vì cô ta là người được coi trọng nên mặc nhiên mọi lỗi lầm đều bị tính lên đầu Gaun. Gaun không phản bác vì hiện tại cô quá mệt để làm như vậy. Zazin cũng nhanh chóng đến bệnh viện xem tình hình của Gaun. Anh đề nghị với Mote hãy để anh tư vấn tinh thần cho Gaun, nhìn cô bé không ổn chút nào. Zazin sau đó nhận được tin một vận động viên đã tự sát trong nhà riêng. Zazin nhanh chóng di chuyển đến đám tang của vận động viên đó và đụng phải Guteman. Zazin chất vấn Guteman cùng hội đồng Olympic làm ăn kiểu gì mà lại để một vận động viên phải tự sát do suy sụp tinh thần. Rõ ràng Guteman biết vận động viên đó có vấn đề nhưng anh ta vẫn mặc kệ và giả vờ như mình vô tội. Sau khi rời đi, anh ta gọi điện cho trợ lý của mình hủy báo cáo về sức khỏe của vận động viên đó nhằm xóa bỏ mọi dấu vết. Zazin trở về văn phòng thì bất ngờ đón chào vị khách có mời mà tới. Gaun sau khi được anh trai khuyên bảo thì cũng đã đến tìm Zazin. Cô muốn tư vấn tâm lý nhưng câu đầu tiên Zazin nói ra lại khiến cô suýt nổi khùng. Zazin kêu Gaun hãy bỏ cuộc đi. Mặc dù còn 2 vòng nữa mới kết thúc cuộc tuyển chọn nhưng với số điểm và tình trạng hiện tại của Gaun thì chỉ có Phật mới độ được. Gaun nghe xong thì cảm thấy mình đến đây thật vô ích nên xách cặp bỏ về đầu không ngoảnh lại. Zazin lết cái chân què đuổi theo Gaun. Cảnh này tình cờ bị Sung Ha, bác sĩ tâm thần trước đó của Zazin nhìn thấy. Trong đầu Sung Ha lập tức hiện lên một số cảnh khó có thể quên được. Gặp lại người quen, Zazin hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Quá khứ của kẻ phản diện không thể tiết lộ nhưng người trước mắt này lại biết tất cả. Hai người đang ôn lại chuyện xưa bỗng nghe được tiếng tát bốp một cái. Sun A đã tát vào mặt Gaun. Cùng lúc đó tiếng hét của huấn luyện viên Oh vang lên. Sun A đã động thủ trước nhưng ông ta liên lúc cho rằng đó là lỗi của Gaun. Gaun biết mình có nói cũng chẳng ai tin nên quay người đi và luôn. Trước sự vô lý của huấn luyện viên Oh, Zazin thật sự muốn xông vào đánh nhau nhưng bây giờ phải đi tìm Gaun trước đã. Sau khi nghe Zazin nói một tràng dài, Gaun cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng với anh. Hai người cũng xem lại video thi đấu ngày hôm đó. Zazin hỏi Gaun tại sao lại chững lại một nhịp khi Sun A vượt lên. Ngoài miệng Gaun nói mình không biết nhưng trong đầu cô lại hiện lên cảnh mình đã từng làm Di Rong, một thành viên khác của đội bị thương. Có lẽ lúc đó Gaun sợ rằng mình sẽ làm Sun A bị thương như thế nên mới lùi lại. Mặc dù bị thương là chuyện bình thường đối với vận động viên bọn họ nhưng cô lại không thể khống chế hành động của mình. Mặc dù như vậy nhưng Gaun sẽ không bỏ cuộc đâu và Zazin cũng vậy. Anh sẽ không để cô bé tham gia cuộc thi trừ khi anh chết. Zazin sau đó lôi Gaun đến chỗ bố mình thư giãn xương khớp. Mặc dù không có giấy phép hành nghề nhưng tay nghề của bố anh cứ phải gọi là mượt như săn siêu. Sau khi thư giãn một hồi, Zazun dẫn Gaun lên tầng. Đây là nơi tụ tập của các cựu vận động viên từng nằm trong đội tuyển quốc gia nhưng nay đã giải nghệ vì chấn thương. Zazin dẫn Gaun đến đây để cho cô nhìn thấy nếu cô còn cố chấp thì tương lai của cô sẽ như thế này. Anh cũng đã từng giống cô, nếu không cố chấp tham gia trận đấu đó thì hiện tại anh có thể dễ dàng đi lại mà không cần đến gậy. Zazin nói cô nên điều trị tâm lý trước thì mới có thể tiếp tục trượt băng. Gaun dần lung lay. Cô nói với anh ảnh hưởng từ vụ việc làm Zizun bị thương đối với cô không quá lớn, còn thứ ảnh hưởng nhất đối với cô là gì thì cô cũng không biết. Gaun kể cho anh nghe về quá trình trượt băng của mình. Cô đã ngã không biết bao nhiêu lần, chấn thương có, chảy máu có. Nhìn những vết thương trên người mình, Gaun rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên cô thấy thương tiếc bản thân mình. Zazin khuyên Gaun hãy để cho bản thân mình nghỉ ngơi một lần trong đời, biết đâu khi cô trở lại cô sẽ mạnh mẽ hơn. Gaun không muốn điều đó. Trong lúc cô nghỉ ngơi, người khác sẽ không ngừng luyện tập. Một vận động viên dù có giỏi đến mấy mà không luyện tập thì chỉ có thể coi là phế vật. Zazin nói nếu cô muốn không còn chân nữa thì cứ đi đi. Lúc này có người bê đồ ăn vào cho hai người. Gaun xịt keo cứng ngắc khi nhìn thấy đôi chân của người đó. Zazin nhanh chóng đuổi theo. Người đàn ông mất chân đó cũng từng là vận động viên trượt băng và cũng bị chấn thương giống như Gaun, nhưng anh ta không may mắn như Gaun. Vết thương đó cắt thẳng vào động mạch chủ của người đó.
Chân anh ta sau đó bị hoại tử do không chữa trị kịp thời và phải cắt bỏ. Gaon hét vào mặt Yajin hỏi tại sao anh lại dọa cô trong khi ngày mai cô có trận đấu. Cô cũng biết sợ chứ, cô sợ chết đi được. Nếu cô sợ thì hãy bỏ cuộc đi, hãy biết thương lấy bản thân mình. Gaon sau đó quay đầu đi mất không nghe bất kỳ lời nói nào của Yajin. Gaon đi lang thang cuối cùng dừng lại ở quán mẹ mình đang làm việc. Nhìn mẹ từ xa, Gaon rớt nước mắt. Không phải cô sợ mẹ thất vọng mà là sợ nhìn thấy tương lai của mình trong hình bóng của mẹ. Hôm sau Gaon cứng đầu đi đến cuộc thi. Huấn luyện viên kêu cô hãy rút lui nhưng Gaon vẫn cố chấp không chịu. Hợp đồng của cô sẽ hết hạn vào năm sau. Nếu năm nay không đạt được huy chương thì sẽ chẳng ai muốn ký tiếp hợp đồng với cô và sự nghiệp vận động viên của cô cũng có thể chấm hết từ đây. Cơ hội của Gaon là quá mong manh, bọn họ đã sớm đút lót và cơ cấu với nhau từ trước. Gaon đến lúc này cũng chẳng còn gì để mất. Cô nói với huấn luyện viên nếu còn bắt cô rút khỏi cuộc thi thì cô sẽ nói ra chuyện họ cơ cấu với nhau như thế nào. Buổi thi đấu nhanh chóng bắt đầu, Yajin cũng đến xem trận đấu này. Cuối cùng anh cũng mềm lòng. Gaon nhanh chóng bứt phá vượt lên vị trí thứ 3 chỉ sau Jizong và Sun A. Không ngờ Jizong cùng Sun A lại tự hại nhau. Gaon nhân cơ hội đó bứt phá lên vị trí đầu tiên. Trên sàn đấu hiện chỉ còn hai người. Gaon đã cố gắng hết sức nhưng vì chấn thương nên cô chỉ có thể về nhì. Yajin lúc này mới nhận ra mình thua rồi. Chân Gaon lúc này cũng không trụ được nữa bật máu. Máu thấm đẫm làm ướt luôn chiếc quần thi đấu. Gaon vừa định rời đi thì bị tên huấn luyện viên ô túm lại. Ông ta muốn đánh Gaon vì tội làm hỏng kế hoạch của ông ta. Nhìn cánh tay giơ lên, trong đầu Gaon hiện ra vô số cảnh bị hắn ta đánh trước đó cùng với những lời lẽ xúc phạm. Chân Gaon hoảng sợ gục ngã nhưng hắn ta vẫn không có ý định tha cho cô. Một tiếng gầm rú vang trời cất lên, là của Yajin. Lúc này Yajin đang cực kỳ tức giận. Anh vứt luôn gậy chạy đến đá lệch mặt tên huấn luyện viên kia. Sau khi bình tĩnh lại, Yajin chợt nhận ra cái chân què của mình nay lại linh hoạt bất ngờ. Gaon nhanh chóng đi băng bó cho vết thương để chuẩn bị cho lượt đấu kế tiếp. Lần này huấn luyện viên Ô muốn dùng toàn lực khiến Gaon phải bỏ cuộc. Vòng thi bắt đầu, Gaon nhanh chóng vượt lên trước. Cô biết rằng nếu cô còn ở đằng sau thì sẽ bị tên huấn luyện viên Ô chặn lại và không thể nào ngóc đầu lên được. Mặc dù biết nó là nguy hiểm nhưng Gaon buộc phải làm như vậy. Do quá gắng sức, Gaon đã bị ngã ở khúc cua cự ly 1500m. Vì cú ngã đó mà chiếc vé vào đội tuyển quốc gia cứ thế bay đi. Yajin nhất định sẽ không tha cho tên huấn luyện viên Ô đó. Anh trở về cái ổ của mình muốn nhờ mọi người giúp. Soji kịch liệt phản đối nhưng khi nghe việc chiếc chân của Kyungto thành ra như vậy cũng là vì huấn luyện viên Ô nên đã đồng ý. Yajin hôm sau đã tìm đến bệnh viện nơi Jizong đang nằm. Hôm qua Jizong đã bỏ thi và nhập viện. Yajin đoán chắc rằng cô bé đã bị tên huấn luyện viên Ô bạo hành để thám thính. Người được gọi với cái tên Park Súng Lục thì nhận nhiệm vụ đi chụp lại những giao dịch bất chỉnh của tên huấn luyện viên. Soji phụ trách đột nhập vào sân huấn luyện lấy dữ liệu CCTV còn Kyungto sẽ chỉ huy từ xa. Bọn họ cùng nhau lập lên biệt đội diệt Ô. Yajin dành cả một ngày để moi thông tin từ Jizong nhưng không có kết quả vì cô bé cho rằng anh đứng về phía đối thủ cũng là phía của Gaon. Yajin lái xe về thì thấy bóng dáng quen quen, đó là của Gaon. Cô đang chạy đi đâu đó với đôi chân đầy thương tật của mình. Yajin nhanh chóng chạy theo thì thấy Gaon đang đứng trên mỏm đá như thể định làm gì đó. Yajin phi hết tốc lực chạy đến kéo Gaon lại khiến cô giật cả mình. Cô không hề có ý định nhảy xuống mà chỉ đơn thuần muốn hét lên cho thỏa tâm trí, ai dè bị Gaon hiểu lầm. Hai người ngồi nói chuyện một lúc. Yajin phát hiện ra trong tiềm thức Gaon rất sợ tên huấn luyện viên Ô. Anh hỏi cô có muốn anh đá tên đó ra khỏi tâm trí không, sau đó kéo Gaon đi đến ổ của mình nhậu nhẹt một hồi. Rượu vào khiến tâm trí Gaon trống rỗng, cô mặc kệ tất cả phiêu theo điệu nhạc khiến Yajin cùng đồng bọn phải bất ngờ. Cuối cùng lại là Yajin phải đưa Gaon về. Lúc này bao nhiêu uất ức theo nước mắt tuôn hết ra lưng Yajin. Hôm sau Yajin thay một bộ vest bảnh bao đi đến ứng tuyển vị trí huấn luyện viên tinh thần trong hội đồng Olympic và anh cũng thành công là ứng viên đầu tiên bị cả ba vote phản đối. Sau khi khuấy đảo hội đồng Olympic, đã đến lúc kế hoạch của bọn họ bắt đầu. Trong buổi họp báo công bố tuyển thủ quốc gia môn trượt băng, khi đến lượt của Jizong, một đoạn video xuất hiện tố cáo Jizong không hề bị thương. Ảnh chụp bố mẹ Jizong cùng huấn luyện viên Ô nhận hối lộ cũng được Park Súng Lục có mặt tại hiện trường tường thuật trực tiếp. Cả hội trường xịt keo cứng ngắc, tên huấn luyện viên Ô nhanh chóng giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm. Jizong chỉ bị chấn thương nhỏ không đáng có nhưng do đã đủ điểm nên mới chủ động từ bỏ. Đối diện với vô số ánh đèn flash, Jizong cuối cùng không chịu được nữa. Cô hét lên rằng mình không hề tự nguyện, huấn luyện viên Ô đã bắt cô rút lui để dành cơ hội cho những người khác. Hơn thế nữa ông ta còn nhiều lần đánh cô trong suốt quá trình huấn luyện. Hội trường nhanh chóng loạn cào cào, khó khăn lắm huấn luyện viên Ô mới thoát khỏi vòng vây của đám nhà báo thì lại đụng phải Kyungto. Ký ức dần hiện lên, hình ảnh máu me hiện lên khiến tên huấn luyện viên đứng hình. Kyungto cũng không ở đó lâu mà nhanh chóng di chuyển về ổ. Tên huấn luyện viên Ô hiện giờ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Sau vụ bê bối này, cái tên Gaon được ghi thêm vào danh sách của đội tuyển quốc gia. Yajin bên này tưởng trượt hóa ra lại được nhận vào làm huấn luyện viên tinh thần của hội đồng Olympic. Hội đồng Olympic nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh sự thật về vụ việc của huấn luyện viên Ô, từng người một bước vào phòng thẩm vấn. Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Gaon đụng phải tên huấn luyện viên đó. Hắn ta vẫn như cũ không những vậy còn định tiếp tục ra tay với Gaon. Gaon giữ chặt tay hắn và cảnh cáo nếu hắn còn đụng vào mặt cô thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Tên họ Ô chỉ biết ngậm ngùi cay đắng nhìn Gaon rời đi. Gaon rời khỏi đó thì nhìn thấy Yajin đang đứng ở gốc cây. Hỏi ra mới biết từ nay về sau Yajin sẽ làm việc ở đây.
Yajin vừa bước vào đã khiến từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ của trung tâm đều phải xôn xao. Họ nói rằng tên điên Yajin này đã trở lại. Trung tâm sắp tới sẽ phải hứng chịu một cơn bão khi Yajin điên trở lại. Vì vụ bê bối này nên Gaun cùng các vận động viên khác phải chuyển chỗ tập luyện để thuận lợi cho việc điều tra. Trong thời gian này, huấn luyện viên Oh vẫn đảm nhận huấn luyện cho đội tuyển quốc gia ngoại trừ Gaun. Gaun phải tự mình luyện tập, trạng thái của cô hiện tại không được tốt lắm. Yajin khuyên cô hãy giải tỏa áp lực nhưng Gaun lại cho rằng kết cục vẫn như cũ. Chẳng ai chịu tin cô. Hiện tại Yajin của có thể chờ đợi Gaun mở lời tâm sự với anh. Về đến ổ, Yajin nhận được thông báo mẹ các tuyển thủ đã tụ tập lại ký đơn phục chức cho huấn luyện viên Oh vì cho rằng nếu đổi huấn luyện viên ngay trước kỳ Olympic thì sẽ không tốt cho các con của họ. Huấn luyện viên Oh cũng bị bắt gặp khi rời khỏi nhà của Ji-jong. Bọn họ lo sợ rằng Ji-jong sẽ thay đổi lời khai và khi đó hội đồng sẽ điều tra xem ai là kẻ tố cáo nội bộ. Đến lúc đó Gaun sẽ gặp nguy. Cuối cùng Ji-jong bị mẹ mình buộc phải thay đổi lời khai. Cô ta nói rằng do mình không tuân thủ quy định nên huấn luyện viên Oh mới đụng vào ông chân mình một chút. Do cô ta quá kích động nên mới nói như vậy chứ thực chất không có vụ bạo hành nào cả. Tưởng chừng sẽ điều tra người tố cáo nhưng Guteman lại dừng lại. Thì ra Yajin đã sớm cho anh ta thứ có giá trị hơn để trao đổi. Vụ việc cứ như vậy kết thúc. Ji-jong trở lại đội, huấn luyện viên Oh được phục chức. Sau vụ này mối quan hệ của Yajin cùng Gaun dần tốt hơn. Cô đã dần chấp nhận anh làm huấn luyện viên tinh thần của mình và còn gọi Yajin một tiếng thầy. Tên huấn luyện viên Oh được phục chức liền chạy đến muốn trêu ngươi Gaun nhưng lại bị cô lạnh lùng phớt lờ. Tên đó thẹn quá hóa giận muốn tên đến tát vào mặt Gaun nhưng ngược lại mặt của ông ta lại bị ăn một chưởng. Là nắm đấm của Mugen, thiên tài bơi lội mới trở về nước. Sau khi cho tên Oh ăn đấm, Mugen tiến đến muốn bắt tay chào hỏi Gaun nhưng lại bị cô lạnh mặt bỏ đi. Yajin sau đó được phân làm huấn luyện viên tinh thần cho Mugen. Mugen cũng giống như Gaun, kiên quyết cho rằng mình không sao và không cần đến bất kỳ huấn luyện viên tinh thần nào cả. Yajin không nói nhiều chỉ nói đúng một câu nói Mugen đang dùng mai thúy. Nếu còn muốn sống thì hãy ngoan ngoãn để anh điều trị. Mugen xịt keo cứng đờ chỉ có thể nghe theo. Mugen đến gặp Yajin. Tại đây anh ta đã mơ một giấc mơ. Anh ta đang bơi thì bị một sợi dây quấn chặt cổ khiến anh ta không thở được. Yajin nhanh chóng đánh thức Mugen. Sau khi tỉnh lại, Mugen nhanh chóng với lấy lọ thuốc nhưng Yajin đã nhanh tay hơn. Anh chạy vào nhà vệ sinh đổ sạch số thuốc của Mugen đi. Mugen nổi điên xông vào cùng Yajin đánh nhau một trận. Yajin bị Mugen đập cho chảy máu mũi. Hôm sau Gaun cùng Mugen cùng nhau làm bài test tâm lý ở trung tâm. Gaun tỉ mỉ đọc từng câu hỏi có Mugen thì ngược lại. Chỉ số tâm lý của Gaun kém hơn nhiều so với 4 năm về trước. Rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì? Sau khi ra khỏi phòng Gaun có đụng phải Mugen nhưng cô tỏ ra như không thấy. Mugen hỏi Gaun vì sao lại tránh mình. Rõ ràng bọn họ đã từng làm bạn. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Yajin nghe thấy. Anh tìm đến Gaun hỏi cô rốt cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Gaun đánh trống lảng sang chuyện khác. Thấy cô chưa sẵn sàng, Yajin cũng không ép. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hôm sau đội điều tra về việc sử dụng chất kích thích trong giới thể thao đã đến bắt Mugen. Mugen nhanh chóng bỏ chạy thì gặp được Yajin. Mugen chất vấn có phải Yajin là người tố cáo sau đó quỳ xuống cầu xin Yajin hãy tha cho mình. Yajin nói rằng mình không có lý do để tố cáo Mugen. Thay vì tha cho Mugen, Yajin lại nháy mắt vài cái rồi tự tay mình giao Mugen cho đội điều tra. Mugen bị áp giải vào nhà vệ sinh gần đó lấy mẫu xét nghiệm, thì ra người tố cáo là Guteman. Anh ta với trưởng ban bơi lội có thể coi là đối thủ một mất một còn. Vì để đánh bại đối thủ nên anh ta phải dùng cách này mặc dù đó là tuyển thủ của trung tâm anh ta. Huấn luyện viên Oh thông báo buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào ngày 13. Lần này bọn họ sẽ loại một người. Huấn luyện viên Oh đang nhắm vào Gaun. Ngày thi đó trùng với ngày Gaun phải thi đấu cho công ty đầu tư. Ông ta biết như vậy mà vẫn làm vì ông muốn Gaun phải đưa ra sự lựa chọn. Cô gọi điện cho huấn luyện viên bên phía công ty nhưng tên Oh đã sớm cấu kết với huấn luyện viên bên đó. Hắn dọa nạt Gaun nếu không lựa chọn công ty thì có thể đối diện với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn. Hôm sau kết quả xét nghiệm đã có. Yajin đã sớm đánh cháo nó và bản trên tay của Guteman lúc này cho thông báo Mugen không sử dụng chất cấm nhưng có hàm lượng thuốc ngủ. Bản thật đã được Yajin cầm đi tìm Mugen từ sớm. Yajin nói Mugen đang gặp vấn đề về tâm lý, nói cụ thể hơn là sợ nước. Một vận động viên bơi lội mà lại mắc chứng sợ nước thì coi như vứt cả sự nghiệp. Mugen có chết cũng không nhận, anh không thể để người khác biết được điểm yếu của mình. Bên này Gaun đang luyện tập thì tên Oh tiến vào. Hắn không nói không rằng đi đến cho cô một cái bạt tai. Thì ra Kyung Tô đã đến gặp hắn và nói rằng đừng đụng tới Gaun nữa. Thẹn quá hóa giận, hắn không thể trút giận lên Kyung Tô vì vậy chỉ có thể nhắm tới Gaun. Hắn ta còn nhắc đến việc Ji-jong bị loại trước đó là do Yajin nhúng tay vào. Ji-jong cùng Gaun cứ thế đánh nhau một trận. Tin đồn 4 năm trước lại được nhắc lại cộng thêm tin đồn mới. 4 năm trước có người nhìn thấy Gaun rời khỏi phòng tên Oh lúc nửa đêm nên đã đồn rằng hai người có quan hệ bất chính, còn bây giờ bọn họ lại đồn rằng Yajin cùng Gaun có quan hệ bất chính. Tin tức Mugen sử dụng thuốc ngủ nhanh chóng được báo đài đưa tin. Mặc dù đó không phải là chất cấm nhưng cũng khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao. Bọn họ cho rằng Mugen bị bệnh gì đó nên mới dùng đến thuốc ngủ. Mugen quyết định sẽ tham gia thi đấu ở buổi tuyển chọn sắp tới để dập tan tin đồn. Ngày thi tuyển đã đến, Gaun đã chọn tham gia thay vì thi đấu cho công ty. Cuộc thi bắt đầu, Gaun đã thành công ở lại đội nhưng lại bị tên Oh cho rằng chơi xấu. Hắn ra cứ thế định ra tay đánh Gaun. Người bị cho là nạn nhân cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cô bé sẽ rời khỏi đội, Gaun không làm gì sai cả. Mugen bên này không ổn chút nào.
khi nhìn thấy nước, bệnh của cậu lại tái phát. Kết quả Mugen đã nhảy xuống nước trước khi phát hiệu lệnh, sau đó ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Mugen thấy mình đang nằm trong bệnh viện, anh nhanh chóng chạy khỏi đó tìm đến chúa cầu nguyện. Jajin từ từ bước vào, hai người cứ như vậy nói chuyện một lúc. Jajin nói Mugen hãy tự hỏi bản thân xem mình đang sợ hãi chuyện gì. Trong đầu Mugen lúc này hiện lên cảnh mọi người coi anh là một thiên tài, sau đó bắt ép anh luyện tập. Mugen bật khóc nói mình không phải người như vậy, anh đã quá mệt mỏi rồi. Jajin tiến đến vỗ vai an ủi Mugen. Bên này Gaun đang ở phòng chờ, sau buổi tập luyện thì nhận được tin đội trượt băng của công ty đã giải tán. Gaun nhanh chóng chạy về công ty thì thấy các đồng nghiệp đang dọn đồ ra về. Thì ra bên trên đã cắt đầu tư và Gaun sắp tới có thể bị bồi thường vi phạm hợp đồng do bỏ thi cho công ty. Gaun nhanh chóng vào thu dọn đồ đạc rời đi. Khi ra đến hành lang thì cô đụng phải Guteman. Hắn tiến đến nói mình là tiền bối của anh trai Gaun. Nếu cô gặp khó khăn thì hãy gọi điện cho anh ta. Gaun về nhà thì lại nhận phải tin sốc. Bệnh viện gọi điện báo rằng mẹ cô đang ngừng chi trả viện phí cho bố. Lúc này mẹ và anh trai cùng về. Gaun chất vấn rằng tại sao mẹ lại làm vậy. Mote đứng ra giải thích rằng họ không bỏ việc chữa trị cho bố mà chỉ chuyển bố về trung tâm chăm sóc miễn phí do chính phủ tài trợ. Gaun phản đối, bọn họ đều biết cái được gọi là miễn phí thì không bao giờ tốt cả. Gaun sau đó biết được chuyện bố mình bị chuyển về đó là do mình. Mẹ và anh trai muốn đầu tư hết công lực cho cô nên đã hy sinh việc chăm sóc cho bố. Mẹ Gaun nói rằng cô hãy thi đấu thật tốt, nếu làm tốt thì cái gì cũng có. Cảm giác áp lực đè nặng lên vai Gaun khiến cô không chịu nổi. Cô cùng mẹ cãi nhau một trận, sau đó Gaun trở về trung tâm huấn luyện. Gaun vừa đi vừa khóc, cô mệt quá. Trong đầu cô lúc này hiện lên những câu nói của Jajin. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ. Nói là làm, Gaun chạy ngay đến gặp Jajin trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn Gaun như vậy mọi người cảm thấy thật may mắn. Cuối cùng cô cũng có thể phát tiết cảm xúc của mình. Jajin dẫn Gaun lên lầu tắm rửa thay đồ. Sau khi thay đồ xong, Jajin lại dẫn Gaun qua chỗ của bố trị liệu. Jajin đưa cho cô một quyển sổ, sau đó nói cô hãy viết nhật ký vào đây. Không phải nhật ký tập luyện mà là nhật ký cảm xúc của cô. Jajin đưa Gaun về lại trung tâm rồi quay trở về ổ. Hôm sau Jajin có buổi trị liệu cho Mugen. Nhìn thấy Jajin đi đến, Mugen bỗng cảm thấy quyết định để cho Jajin điều trị là sai lầm. Anh định đứng dậy bỏ về nhưng lại bị Jajin túm lại. Jajin bảo Mugen hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng bể bơi trước mặt thành biển xanh mây trắng nắng vàng. Đừng quan tâm đến thành tích và hãy nhảy xuống. Mugen làm theo nhưng khi mở mắt ra anh vẫn không thể nhảy được. Không nhảy được thì để Jajin giúp. Jajin vung tay đẩy Mugen xuống. Mugen gào thét tung ra những từ vô cùng hoa mỹ dành cho Jajin. Mugen cuối cùng cũng lên bờ. Anh ngồi một góc hóa thân thành mỹ nam hơn dỗi không nói không rằng. Jajin tiến đến vỗ vai nói buổi trị liệu hôm nay rất thành công. Anh có quyền được thất bại. Mugen hét lên vớ vẩn. Jajin không hiểu được cảm đó. Nếu thành công thì sẽ được người khác tôn thờ như anh hùng, còn nếu phạm sai lầm thì họ bắt đầu thay đổi và quay sang chỉ trích. Quyền thất bại sao? Chẳng bao giờ. Mugen rời khỏi bể bơi. Những người đồng nghiệp nhìn thấy anh đều chỉ trỏ nói về vụ ngất trong bể bơi. Mugen nghe thấy thì cảm thấy không thở được. Anh nhanh chóng bám vào chiếc cột ven đường thì nhìn thấy Gaun. Kỷ niệm hai người cứ vậy hiện lên. Có lẽ cuối cùng anh cũng biết vì sao bọn họ lại xa cách như vậy. Là do sự bất an chớp tiệc của anh. Anh cảm thấy bất an khi cô đã giành được huy chương còn mình thì chưa. Sự bất an của anh cứ như vậy ăn mòn mối quan hệ của hai người. Đến bây giờ Mugen mới hiểu được cảm giác của Gaun. Tối hôm đó là buổi trị liệu của Gaun. Gaun mang quyển nhật ký trống không đến gặp Jajin. Cô không biết viết gì và cũng không có suy nghĩ gì để viết vào. Hai người đang nói chuyện thì đụng phải Mugen. Mugen thấy vậy thì quay người đi luôn. Anh chưa muốn đối diện với Gaun. Jajin trở về ổ thì cũng là lúc Mote bước vào. Anh nói mình cũng muốn tham gia đội diệt ô. Mote nói với Jajin việc tên ô là một kẻ môi giới cá độ phi pháp, còn vì sao anh lại biết là bởi vì anh cũng vừa gia nhập vào đường dạy đó. Jajin hỏi tại sao Mote lại làm vậy. Jajin nói mình cần tiền và đó là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Nếu có tiền thì anh có thể loại bỏ tên ô và bảo vệ em gái mình. Jajin kêu Mote dừng lại. Chuyện loại bỏ tên ô cứ để bọn họ lo. Hôm sau Sang-gu đi đến nơi được coi là trung tâm môi giới thám thính. Qua quan sát bọn họ đã nắm được một vài thông tin cơ bản. Tầng 1 của tòa nhà đó là một quán ăn hết sức bình thường. Tầng 2 là sòng bạc. Muốn lên đó phải xác minh danh tính. Nếu muốn đổi tiền thì phục vụ sẽ tạo cho họ một hóa đơn đặc biệt, sau đó ra ngoài đổi tiền. Quá trình làm việc đã được hiểu tường tận. Giờ đến lượt của Jajin. Jajin đảm nhận việc đặt máy nghe lén trong sân băng, còn việc xử lý các đoạn ghi âm thuộc trách nhiệm của Kyung-to. Gaun lúc này mãi không thấy đồng đội đâu thì thấy là lạ. Cô chạy ngay đến sân băng thì thấy mọi người đã tập trung ở đó từ bao giờ. Thì ra hôm nay sẽ luyện tập ở trong sân, nhưng hiển nhiên Gaun không nhận được bất kỳ thông báo nào. Cô muốn vào sân nhưng lại bị tên ô ngăn lại. Ông ta còn muốn cầm gậy lên đánh Gaun như một hình phạt cho tội đến trễ. Gaun không muốn. Cô nói rằng cô không nhận được bất kỳ thông báo nào và ông ta cũng không có quyền đánh vận động viên. Tên ô nghe vậy thì tức giận. Ông ta tát thẳng vào mặt Gaun không thương tiếc. Kyung-to ở đầu bên này nghe tiếng tát mà giật cả mình. Ông ta còn định đánh Gaun thêm lần nữa nhưng lần này cô đã ra tay đỡ kịp. Cô cùng chẳng thèm tập nữa khi mà huấn luyện viên lại là một kẻ đê hèn như vậy. Gaun trốn ra khỏi trung tâm thì gặp được Mugen. Anh cũng đang trong trạng thái chán đời cực độ. Rõ ràng anh đã thua ở trận đấu trước nhưng lại có tên trong danh sách thi đấu tiếp theo, còn người bạn của anh thì không, mặc dù người đó đã về nhất. Hơn thế nữa, kẻ về back cũng có trong danh sách lần này.
Hóa ra bởi vì là hạt giống quốc gia nên Mugen mới được ở lại, còn lý do tên về cuối kia có tên là bởi vì sau lưng hắn có nhà tài trợ. Mugen thất vọng triệt để nói rằng mình sẽ tự mình rút. Hai con người có nỗi niềm riêng cứ vậy gặp nhau. Mugen nhìn thấy má Gaon sưng lên thì quên hết tất cả, tiến đến thăm hỏi. Anh quên luôn chuyện mình cả cô vẫn tránh mặt nhau. Đến khi bị Gaon hỏi thì Mugen cứng đờ quay người đi mất. Hai người một trước một sau rời khỏi trung tâm. Jazin đang làm việc nhận được điện thoại cùng bỏ luôn việc đi đến chỗ hai người. Anh đưa hai người về ổ. Lần đầu tiên Mugen đến mà đã gây nên một trận xôn xao ở đó. Mọi người đều muốn thách đấu với thiên tài trẻ tuổi này, nhưng kết quả Mugen thua toàn tập. Sau khi chơi bời ăn uống no say, Jazin sắp xếp chỗ ngủ tạm thời cho hai người. Đương nhiên Gaon sẽ ngủ ở giường còn Mugen nằm sofa. Sau khi ăn bài xong, Jazin cùng mọi người đi bắt quả tang tên Ô nhận hối lộ. Hôm nay có trận thi đấu bóng rổ. Theo như nghe lén, bọn họ biết được chắc chắn tên Ô sẽ nhúng tay vào trận đấu này. Sung Ha đến nhà Jazin thì thấy luôn một màn này. Cô nhanh chóng bám theo xem rốt cuộc Jazin muốn làm gì. Cảnh tên Ô nhận hối lộ đã được Park Sung Lục chụp lại một cách hoàn hảo không tì vết. Sau khi tên Ô rời khỏi đó, Jazin mang theo thân phận khách hàng đi đến trung tâm môi giới. Ki Ung To đang sớm hack nick của tên Ô đưa cho Jazin, vì vậy Jazin có thể thuận lợi tiến vào với tư cách bạn tên Ô. Quả nhiên bắt gặp tên Ô đang ở đây. Cảnh hắn cá độ đã được ghi lại thông qua camera của Jazin. Sau khi hoàn thành mọi việc, Jazin thuận lợi rời đi. Khi xuống dưới tầng, anh nhìn thấy Sung Ha cũng có mặt ở đó. Thì ra Sung Ha đã bám theo đến đây. Cô muốn lên tầng nhưng lại bị những tên côn đồ ở đó làm khó, may thay có Jazin ứng cứu kịp thời. Thấy tình hình không ổn, biệt đội Diệt Ô nhanh chóng nhảy vào ứng cứu. Tên Ô nghe thấy tiếng động liền đi xuống. Lúc này cảnh sát ập đến bắt chọn một mẻ cá to. Trước khi đi, Jazin còn không quên tặng cho tên Ô một cú đấm. Tên Ô cùng đồng bọn đã bị loại bỏ. Biệt đội Diệt Ô trở về ổ ăn mừng, nhưng mừng đâu chưa thấy lại thấy sầu. Thì ra tất cả mọi chuyện là kế hoạch của Guteman, bắt đầu từ việc mời Mote vào đường dây. Anh ta muốn mượn tay Jazin để loại bỏ tên Ô. Tên Ô chớt thì đối thủ của anh ta cũng bị kéo theo. Jazin có chớt cũng không ngờ mình lại bị bạn thân nhất đâm sau lưng. Mặc dù như vậy nhưng Jazin vẫn không thể trách Mote. Gánh nặng trên vai Mote quá nhiều, nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng nổi. Mote cũng chỉ vì gia đình nên mới chọn làm điều đó. Sau tất cả, Gaon cùng Mugen lại trở về trung tâm huấn luyện. Hai người đã làm hòa chỉ sau một đêm. Gaon rạng rỡ đến tìm Jazin thì nghe tin anh sẽ nghỉ việc ở trung tâm. Sau khi lợi dụng Jazin, Guteman đã đe dọa buộc Jazin phải từ chức. Nếu anh còn tiếp tục thì Guteman sẽ khiến mọi chuyện quay trở lại như ban đầu. Như vậy sẽ phá hỏng mọi thứ. Jazin đã chọn lùi lại một bước. Kẻ mang tâm bệnh giờ lại biến thành Jazin. Sau khi Jazin đi, Gaon cùng Mugen buồn thối ruột. Jazin định đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa nhưng lại phải quay xe gấp vì nghe tin tên Ô được thả ra do không đủ bằng chứng. Jazin quay xe chạy đến đạp cho tên Ô cùng với Gumante mỗi người một cái. Park Sung Lục sau đó xuất toàn quân chạy đến hỏi hắn vô vập chuyện Guteman che giấu đơn khiếu nại của một vận động viên đã tự sát trước đó. Về việc tại sao họ biết thì là do cấp dưới của Guteman, Sang Ju đưa tin. Sang Ju chính là người làm việc cho Guteman và nhận lệnh tiêu hủy báo cáo đó. Bình thường thì không sao nhưng Guteman lại liên tục trút giận lên người này. Giọt nước tràn ly, Sang Ju đã tìm đến Jazin. Sang Ju cung cấp bằng chứng đoạn ghi âm cho Jazin, sau đó cùng bỏ luôn việc ở chỗ Guteman. Báo đài nhanh chóng đưa tin. Jazin sau đó lại trở về làm huấn luyện viên tinh thần cho Gaon cùng Mugen, nhưng với tư cách huấn luyện viên cá nhân thay vì làm cho trung tâm. Jazin đã quay trở lại với Gaon cùng Mugen. Bọn họ cùng nhau lên xe đi du lịch xả xì chết một chuyến. Ngoài bọn họ, chuyến đi lần này còn có thêm đội tuyển bắn cung và Sung Ha. Cả đoàn dẫn nhau đến tham quan vườn bách thảo trong nhà lớn nhất Hàn Quốc. Lâu lắm rồi họ mới đi nghỉ xả hơi như thế này. Dũ bỏ đi gánh nặng của một vận động viên, tất cả đều hòa mình vào trong kỳ nghỉ này. Cả đoàn thi nhau làm trò con bò. Trái lại với sự vui vẻ ở đây, bên này Guteman đang phải đau đầu với đờ drama của chính mình. Anh ta đã chủ động từ chức, quay lại với chuyến du lịch. Mặc dù nói là du lịch nhưng vẫn không thể bỏ qua việc tập luyện. Nhìn các cung thủ luyện tập, Jazin phát hiện một người trong đó có vẻ cũng đang gặp vấn đề về tâm lý. Khi đối mặt với cung tên và bia ngắm, Jazin không thể tập trung được. Gaon cùng Mugen cũng bắt đầu luyện tập. Sung Ha sẽ tạm thời làm huấn luyện viên tinh thần cho Gaon những lúc Jazin không có mặt. Jazin lúc này đang cùng Mugen tập luyện. Jazin lôi Mugen ra bến tàu rồi bắt anh tưởng tượng đó là biển. Mugen tưởng tượng cảnh mình nhảy xuống nước. Mugen đang vui mừng vì có thể nổi lên được thì nhìn thấy gương mặt của cha mình trên bờ. Dường như có cánh tay đang kéo anh xuống. Mugen chìm xuống thì thấy mẹ mình ở đó. Thấy tình hình Mugen không ổn, Jazin nhanh chóng kêu Mugen mở mắt ra và hít thở thật sâu. Đó chỉ là tưởng tượng, buổi huấn luyện của Mugen đến đây là kết thúc. Jazin đi đến chỗ của Gaon thì thấy Sung Ha vẫn ở đó, còn Gaon thì đang luyện tập điên cuồng. Sung Ha muốn Jazin hãy ngăn Gaon lại để tránh bị thương nhưng anh lại bảo hãy mặc kệ Gaon. Cuối cùng Gaon cũng dừng lại. Lúc này trông cô như kiểu sắp khóc vậy. Nhìn sân băng, những mảnh ký ức cùng bố như nước lũ ùa về. Bố chính là người dạy cô trượt băng, truyền lửa cho cô đi tới con đường làm vận động viên. Nhưng cũng chính vì nó mà bố cô phải đánh đổi cả sức khỏe của mình. Để cho cô có tiền theo học, bố đã phải quay trở lại sàn đấu và đó cũng là trận đấu cuối cùng của bố cô. Sau khi bị hạ gục, bố cô nhập viện ngay lập tức và bị chẩn đoán mắc chứng xe đòn. Đó là một căn bệnh về não mà con người gặp phải khi bị đánh quá thường xuyên. Từ đó về sau bố cô luôn trong trạng thái nhớ nhớ quên quên y như bệnh của người già. Nhờ có số tiền đó, cô thành công trở thành vận động viên.
Cô luôn tự nhủ với bản thân mình phải làm thật tốt, có như vậy thì sự hy sinh của bố mới xứng đáng. Gaun bật khóc, giá như cô không trở thành vận động viên thì gia đình học hiện nay sẽ không như vậy. Bố cô sẽ vẫn khỏe mạnh, trong lòng Gaun luôn tự trách bản thân mình. Jazin tiến đến ôm Gaun vào lòng, có vẻ Gaun đã vượt qua được một trở ngại khác của bản thân. Hôm nay bọn họ có buổi đi leo núi nhưng đột ngột đổi thành buổi thuyết giảng tâm lý đặc biệt. Ngoại trừ Jazin, các huấn luyện viên khác không biết gì hết. Khi chuẩn bị đi leo núi, bọn họ mới phát hiện không thấy Jazin cùng lũ trẻ đâu cả. Lúc này bọn họ đang trên xe đi đâu đó. Bọn họ cùng nhau đi đến bờ sông, ngồi bên bếp lửa hồng nghe Jazin thuyết giảng. Jazin bảo bọn họ hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng xem mục tiêu của bọn họ là gì. Mục tiêu của bọn họ đều là giành được huy chương, nhưng khi nghĩ tiếp bọn họ lại nghĩ đến những thứ không muốn nghĩ tới. Khi mở mắt ra, ai nấy đều rớt nước mắt. Khúc nhạc buồn đã hết, giờ là lúc vứt hết nỗi buồn. Tấm rèm đằng sau chợt rơi xuống. Biệt đội diệt ô đã đến cùng với các dụng cụ âm nhạc. Bọn họ cùng nhau quậy đục nước, gánh nặng của Jeji cũng dần được gỡ bỏ. Gaun cùng Mugen cũng cảm thấy thư thả hơn sau cuộc tư vấn tâm lý đặc biệt này. Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Gaun tâm sự với Mugen rằng hiện tại mình cảm thấy lạ lắm. Lòng cô cứ cảm thấy ngứa ngáy như kiểu vết thương đang dần lên vậy. Không hiểu bằng một cách nào đó Mugen lại hiểu lầm Gaun đang thả tín hiệu cho mình. Anh đang định đáp lại thì Jazin xuất hiện phá tan bầu không khí này. Buổi huấn luyện tiếp theo dành cho Mugen đã đến. Cũng như lần trước, anh vẫn không thể xuống nước. Hai người lại ngồi xuống nói chuyện. Mugen kể cho Jazin nghe quá trình trở thành vận động viên bơi lội của mình. Người bố luôn nghiêm khắc, người mẹ thương con. Cứ như vậy bố mẹ anh cãi nhau liên miên. Kết thúc cuộc cãi vã luôn là câu ly hôn của mẹ. Mugen luôn chìm đắm trong sự tự trách, tại vì anh nên mẹ mới không hạnh phúc. Mugen ôm đầu bật khóc, sau đó lại tự cảm thấy xấu hổ vì mít ướt. Cậu năn nỉ Jazin không được nói chuyện mình mít ướt với Gaun. Khóc xong, buổi luyện tập vẫn được tiếp tục. Jazin đang hướng dẫn Mugen thì nghe được tiếng gọi của Gaun. Thì ra thành tích của cô đang tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Gaun vui mừng chạy đến báo tin cho Jazin. Cô đang chạy thì bị người ở bên thuyền vô tình đụng phải. Gaun rơi xuống nước. Mugen nhảy xuống nước ngay lập tức để cứu Gaun mà không suy nghĩ gì hết. Hai người nhanh chóng lên bờ. Mugen bế Gaun đến phòng y tế để lại ba vị huấn luyện viên ở đó. Lúc này Jazin mới định thần lại. Ấy vậy mà lần này Mugen lại có thể xuống nước. Có vẻ hai người đó đã tự tìm ra liều thuốc chữa lành cho bản thân. Biết đâu được nó lại là tình yêu. Sau khi hồi phục tinh thần, các huấn luyện viên kéo họ đi nhảy bungee. Mỗi người đều phải nói một câu gửi gắm đến bản thân thì mới được nhảy xuống. Đến lượt Mugen. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên tớ yêu cậu cha Gaun rồi nhảy xuống. Đám đông hò hét trước sự ngầu lòi của Mugen, còn Gaun thì không biết giấu mặt vào đâu. Đến lượt Gaun, cô nàng nhìn độ cao trước mắt mà chóng cả mặt, không dám nhảy xuống. Cuối cùng Gaun chọn cách từ bỏ. Sau cuộc vui, bọn họ lên xe trở về trung tâm trở lại làm một vận động viên. Trước khi chia tay, Mugen hỏi Gaun có phải bọn họ đã quay lại như xưa rồi không. Trái lại với mong muốn của Mugen, Gaun nói mình cũng không chắc nữa, cô tưởng anh nói đùa. Mugen đột nhiên tiến đến muốn hôn Gaun nhưng cô lại tránh đi. Cô nói mình sắp có trận đánh giá năng lực nên không thể sao nhãng. Mugen nói mình sẽ đợi cô. Sau trận đánh giá dù tốt hay không tốt thì anh vẫn mong rằng cô đến gặp anh đầu tiên. Những ngày sau đó, Mugen cứ gặp Gaun là liếc mắt đưa tình khiến đội trượt băng đồn ầm cả lên. Bọn họ sau khi luyện tập ngoài trời thì trở lại phòng chờ, lại là tên ô, hắn đã trở lại. Jazin nghe việc tên ô trở lại liền kéo theo Sung Ha đến làm loạn một trận. Lúc này Guteman tiến vào, hắn vẫn chưa từ bỏ. Sau khi từ chức, hắn ngay lập tức bán lấy cái cây đại thụ là nghị sĩ Park. Nhờ đó mà hắn một bước lên mây trở thành trưởng ủy ban quản lý của liên đoàn trượt băng. Từ nay trở đi mọi chuyện từ to đến nhỏ của đội trượt băng đều phải thông qua anh ta thì mới được thực hiện. Chuyện tên ô trở lại cũng khiến Mote vô cùng bất mãn. Guteman chỉ có thể xoa dịu bằng cách hứa hẹn sẽ không để tên ô đụng vào Gaun. Bên phía Jazin cũng sẽ không để yên chuyện này. Bọn họ đang lên kế hoạch đánh một trận to nhưng trước tiên bọn họ cần xem Guteman đang định giở trò gì. Bọn họ phân người ra theo dõi nhất cử nhất động của tên Guteman. Hôm nay hắn đã ký hợp đồng thay đổi đồng phục của bộ môn Tây Quân Đô. Sau khi ký hợp đồng, hắn cùng các quan chức đi uống rượu hát karaoke rồi lại lên xe trở về ủy ban. Guteman thận trọng để bản hợp đồng vừa ký vào trong két sắt mà không biết rằng Park Súng Lục đang vác trên vai con máy ảnh zoom 1000x quan sát anh ta nhập mật khẩu. Mật khẩu là 1818, Park Súng Lục thông báo cho mọi người. Có vẻ trong két sắt của tên Guteman ẩn chứa rất nhiều điều hay ho và Jazin là một người thích khám phá những điều hay ho. Bên này sau khi trở lại, tên ô ngay lập tức tổ chức buổi đánh giá nội bộ. Nội dung thi 1500m, nếu ai trượt chậm hơn so với kết quả lần trước thì sẽ mất điểm và ngược lại. Lần này Gaun bứt phá bản thân về đích nhanh hơn 1,03 giây so với đợt trước. Di Dong thấy vậy thì cho rằng tên ô thiên vị Gaun. Chỉ có chúa mới biết Gaun đã luyện tập cực khổ như thế nào. Tối đến, tên ô muốn Di Dong chuyển lời gọi Gaun xuống phòng mình. Gaun không muốn nhưng vẫn phải đi. Cô thẫn thờ đi xuống đó. Trong đầu cô hiện về hình ảnh 4 năm trước. Sau khi giành được huy chương vàng, Gaun cũng được gọi đến phòng tên ô. Lần này lại là như vậy. Tên ô muốn Gaun tham gia chiến lược. Hắn sẽ để Gaun là át chủ bài của đội sau đó giành huy chương. Gaun từ chối. Cô sẽ tự mình giành huy chương mà không cần đến sự giúp đỡ của tên ô. Gaun mặc kệ tên ô đang phát điên rời khỏi căn phòng đó. Gaun không nhịn được bật khóc. Cô rút máy gọi điện cho Jazin. Lúc này không hiểu sao cô lại nghĩ đến Jazin đầu tiên.
Jazin nghe Gaul khóc thì ngay lập tức chạy đến. Anh hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì mà lại mít ướt như vậy. Gaul hỏi Jazin cô có nên từ bỏ hay không. Cô cứ nghĩ rằng nếu giành được huy chương thì mọi chuyện sẽ khác. Cô sẽ không bị đánh khi luyện tập, cuộc đời cũng sẽ thuận lợi hơn, nhưng có vẻ cô đã nhầm. Sau khi giành huy chương, cuộc đời của cô lại trở nên tồi tệ hơn. Jazin vỗ vai Gaul, cô hãy cứ làm những gì cô muốn, anh sẽ luôn đứng về phía cô. Cuối cùng Gaul cũng cười. Sau khi an ủi tâm hồn tan vỡ của Gaul, đã đến lúc Jazin phải hành động. Anh thay quần áo sau đó chạy đến ủy ban muốn trộm kết sắt của Guteman. Jazin đang loay hoay mở cửa thì nhận được tin Guteman đang trên đường trở về. Jazin phải nhanh chóng hành động rồi rút lui. Jazin vừa mở kết sắt thì Guteman mở cửa. May thay tiếng gọi của Sung Ha đã cứu Jazin một mạng. Thì ra do Sung Ha gọi nên Guteman mới trở về đột ngột như vậy. Sung Ha vừa bước vào đã bị cái bóng của Jazin dọa bay màu. Jazin khẩn thiết cầu xin Sung Ha hãy kéo Guteman ra chỗ khác để anh hành động. Mặc dù cảm thấy Jazin điên rồi nhưng Sung Ha vẫn làm theo. Mọi việc đã xong xuôi, đã đến lúc Sung Ha trở về chất vấn tên điên Jazin. Hai người cãi nhau to một trận không ai chịu nhường ai. Gaul cùng anh trai cũng cãi nhau to một trận vì cô không chịu nghe lời tên ô. Gaul cảm thấy bức bối. Cô tự hỏi rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Buổi đánh giá đã đến, Mugen cũng đến xem Gaul trượt băng. Gaul chọn sẽ sống vì bản thân, cô không muốn làm theo lời ai hết. Máu đã rơi, nhưng lần này không phải Gaul bị thương mà là đồng đội của cô. Tên ô lại chuẩn bị ra tay đánh Gaul vì tội không nghe lời nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Lần này Jazin lại xuất hiện cho tên ô một trưởng. Hắn rút điện thoại ra muốn báo cảnh sát nhưng sau đó lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ với vài bức ảnh, Jazin đã khiến tên ô phải im miệng. Nếu anh ta còn hành động như ngày hôm nay thì những bức ảnh anh ta dàn xếp trận đấu sẽ được gửi thẳng cho bên công tố. Gaul hạnh phúc ôm lấy Jazin, cô nói rằng nhờ anh cô đã tìm ra được điều mình muốn. Cô không muốn giành huy chương hay gì cả mà chỉ muốn trượt băng thôi. Từ nay về sau cô sẽ là một vận động viên vui vẻ. Nhưng câu sau đó của Gaul đã khiến nụ cười trên môi Jazin vụt tắt. Cô nói rằng cô yêu anh. Mugen cùng Sung Ha vừa bước ra đã nghe thấy lời tỏ tình của Gaul. Cả hai xịt keo cứng đờ. Jazin cảm thấy đầu mình nổ tung đến nơi. Anh cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn trong cảm xúc của Gaul. Mugen hết nước chấm chạy lên túm lấy tay Gaul kéo cô đi mất. Thật không thể tin được. Jazin hẹn Gaul đi ăn để nói chuyện cho rõ ràng. Anh nói với cô cảm xúc của cô lúc này chỉ là sự dựa dẫm vào huấn luyện viên tinh thần chứ không phải là cảm xúc yêu đương. Đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho Jazin. Từ nay trở về sau huấn luyện viên tinh thần của Gaul sẽ được chuyển giao cho Sung Ha. Gaul nghe vậy thì tức giận đập bàn bỏ đi. Nếu không cho thích thì cứ nói hà cớ gì lại phải vòng vo như vậy. Gaul rơi vào trạng thái thất tình. Cô đang định khóc thì đã nghe thấy người khóc thay mình. Gaul tò mò đi đến chỗ phát ra tiếng khóc, ú òa hết cả hồn. Hôm sau Gaul mang chuyện này nói cho Sung Ha cùng Jazin. Người khóc hôm qua là Kang Hana, người được mệnh danh là tiên nữ quốc dân. Theo lời kể lại thì Hana luôn nhìn thấy ma mỗi khi thực hiện xoay vòng. Gaul nghĩ rằng Hana do quá căng thẳng nên mới tưởng tượng ra như vậy và người giúp đỡ cô ấy lúc này chỉ có thể là Sung Ha hoặc Jazin. Sung Ha thì thôi bỏ vì cô cực kỳ sợ mà nên nhiệm vụ cao cả này đã thuộc về tay Jazin. Gaul trở về phòng chờ liền nhận được danh sách người được ở lại sau vòng đánh giá hôm trước. Cha Gaul được ở lại vì vậy nên người bị loại cảm thấy vô cùng bất mãn. Rõ ràng Gaul đã ngã và bị loại khỏi vòng đánh giá vậy mà vẫn có trong danh sách được chọn. Cô ta cho rằng Gaul đã quyến rũ tên ô giống như 4 năm trước cô đã làm. Gaul không nhịn nữa hét lên nói nếu không phục thì hai bọn họ hãy đấu lại. Người đó chẳng những chẳng nghe mà còn xông vào đánh Gaul. Đến tối Gaul tìm đến tên ô hỏi tại sao ông ta lại chọn cô. Ông ta túm lấy Gaul nhưng cô nhanh chóng hất tay hắn ra. Cô sẽ không để chuyện 4 năm trước lần nữa tái diễn. Điều này khiến tên ô tức giận. Ông ta túm lấy cổ Gaul nói cô hãy ngoan ngoãn nghe lời. Ông ta nói ai chiến thắng thì người đó phải thắng. Đừng cố gắng chống lại, nếu chống lại thì người thiệt sẽ chỉ là cô mà thôi. Gaul chật vật rời khỏi đó đi đến gặp Jazin. Cô hét lên nếu mà anh không cho cô thích anh thì cô sẽ không thích nữa. Cả đám nghe xong câu đó thì há hốc mồm tự động chạy đi trước khi bị đánh. Cô kể cho anh nghe chuyện xảy ra với mình hôm nay. Cô thật sự rất cần anh. Jazin kéo Gaul ngồi xuống ghế. Anh kiên trì giải thích cho cô nghe cảm xúc của cô đối với anh chỉ là cảm giác dựa dẫm chứ không phải là yêu. Gaul không muốn nghe và nghe cũng không hiểu gì cả. Cô cảm thấy sai lầm khi đến đây gặp Jazin. Gaul vừa bước ra ngoài thì va ngay phải Mugen. Cảm xúc Gaul bùng nổ. Cô nói Mugen giống hệt Jazin đều là đồ đều chuyên đi lừa tình. Thì ra Mugen gần đây bị đồn có quan hệ mập mờ với đàn chị Zeon. Hai người hình như đã có hẹn ước gì đó từ nhỏ nên mới bị đồn như vậy. Hôm nay là ngày Hana thi đấu. Bệnh của cô lại tái phát khi thực hiện cú xoay vòng dẫn đến mất thăng bằng khi tiếp đất. Nhưng không ngờ điểm số của cô lại cao hơn dự tính. Hana không hề vui vẻ chút nào khi nhận được điểm số như vậy. Đồng nghiệp đều nói rằng do cô sinh nên mới được thiên vị chứ thực chất chẳng có tài gì. Hana cảm thấy thật mệt mỏi. Cô bị cô lập, bị xa lánh. Jazin đang ở bệnh viện thì nhận được điện thoại của Hana. Hana nói rằng mình đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này sau đó cúp máy. Jazin cô gọi lại nhưng không được. Anh có một linh cảm rất không lành liên quan đến quyết định này của Hana. Anh để lại Sung Ha ở đó rồi lái xe đi đến chỗ Hana thi đấu. Khi Jazin tới thì đã quá muộn. Hana đã tự làm thương chính bản thân mình để thoát khỏi mọi vấn đề. Sự bất lực truyền đi khắp cơ thể Jazin. Anh lại tới muộn nữa rồi.
Gia Jin tự hỏi liệu bao giờ anh mới có thể đến kịp lúc. Bên này Gaun vừa đến bệnh viện thăm Jae Won thì bị cô ta tát cho một cái. Thì ra sau khi bị thương nhập viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện cô ta có một khối u dự đoán là ác tính và cần phẫu thuật ngay. Nếu phẫu thuật Jae Won có thể bỏ lỡ kỳ Olympic sắp tới, Jae Won đổ hết lỗi lên đầu Gaun. Cô ta nói có phải vì Gaun hận cô ta việc 4 năm trước nên mới làm hại cô ta. Thì ra 4 năm trước Gaun suýt bị tên ô cưỡng hiếp, cô may mắn chạy được khỏi đó. Gaun nói chuyện này cho Jae Won nhưng thay vì an ủi cô ta lại cho rằng đó là lỗi của Gaun khi đến phòng của tên ô vào giờ đó. Gaun chạy khỏi bệnh viện ngay lập tức. Những lời Jae Won nói đã khiến đoạn ký ức cô muốn chôn giấu nhất trỗi dậy. Mugeon rút máy gọi điện cho Gia Jin kêu anh hãy đi tìm Gaun ngay lập tức. Mugeon không biết chuyện Jae Won mắc đến là gì nhưng anh biết rằng lúc này Gaun thật sự không ổn chút nào. Gia Jin phóng như bay chạy đi tìm Gaun. Cuối cùng anh cũng thấy cô, Gia Jin chạy đến ôm chầm lấy Gaun. Anh thật sự rất sợ, anh sợ mình lại đến chậm và sẽ mất cô mãi mãi. Lần này may mắn đã mỉm cười với Gia Jin. Anh đã đến kịp, Gaun cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn khi gặp được anh lúc này, Gia Jin ngồi an ủi Gaun một lát rồi ra về. Sung Ha nhìn thấy tay Gia Jin chảy xước thì lo lắng vô cùng. Gia Jin ngồi tâm sự với Sung Ha, anh thấy hình bóng của mình lúc nhỏ thông qua Gaun. Có lẽ là bắt đầu từ khi chân cô bị thương nhưng vẫn cố chấp tham gia cuộc thi. Anh biết rằng mình có cảm giác khác lạ từ lúc đó. Gia Jin không biết rằng bây giờ mình đang nghĩ gì nữa. Tựa như anh và Gaun đang tự chữa lành cho nhau nhưng mọi người đều biết rằng tình yêu giữa huấn luyện viên và vận động viên là thứ gì đó không được chấp nhận. Gia Jin bộn bề suy nghĩ trở về ổ. Anh cầm những tấm ảnh chụp nhật ký cảm xúc của Gaun mà lòng rối bời. Tất cả cảm xúc của cô đều chỉ viết về anh. Hôm sau Gia Jin cùng Gaun đến bệnh viện thăm Jae Won. Mọi người đang khuyên cô từ bỏ Olympic chấp nhận điều trị nhưng Jae Won không chịu. Chỉ vài tháng nữa thôi cô có thể chịu đựng được. Đây có lẽ cũng là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của Jae Won vì vậy cô lại càng không thể từ bỏ nó. Cô đã trượt băng từ lúc 7 tuổi, trượt băng chính là hơi thở của Jae Won. Trong khi mọi người khuyên Jae Won từ bỏ thì tên ô lại khuyên ngược lại. Ông ta cho rằng trong vài tháng tới sẽ chẳng chuyện gì có thể xảy ra được cả. Tên ô đang nói thì bị Gia Jin túm cổ ra ngoài rồi tẩn trong một trận vì tội nói lăng bậy bạ. Gia Jin cảnh cáo ông ta đừng cố tiêm nhiễm những suy nghĩ tiêu cực như vậy vào đầu người bệnh. Anh cũng sẽ không can dự vào chuyện này, hãy để cho Jae Won tự lựa chọn tương lai của mình. Bên này Gaun cũng thử khuyên Jae Won hãy cân nhắc kỹ lưỡng, hãy đối mặt với hiện thực để cuộc sống dễ thở hơn. Nghỉ ngơi một chút để thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Jae Won không chịu nghe mà còn đuổi Gaun ra ngoài. Tôi đến Gaun đến ổ tìm Gia Jin, trùng hợp Gia Jin cũng vừa đi ra ngoài về. Anh sẽ cho cô câu trả lời trong hôm nay. Anh chưa từng coi cô là một cô gái, một lần cũng chưa từng. Anh thấy bản thân mình trong cô. Cô như đứa trẻ đang chơi vơi giữa làn nước cần được anh giúp đỡ. Gia Jin không muốn nghe nữa, cô ngắt lời Gaun rồi nước mắt lưng tròng trở về trung tâm. Hôm sau Jae Won xuất viện, cô đã đưa ra sự lựa chọn. Đứng trước phóng viên cùng đồng đội, Jae Won tuyên bố sẽ nghỉ ngơi để chữa trị. Tên ô đứng bên cạnh sốc tận óc nhưng không thể làm được gì. Jae Won cũng xin lỗi Gaun về vụ việc 4 năm trước cô đã giả vờ không biết gì. Jae Won chúc Gaun sớm giành huy chương vàng, bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nhờ sự dũng cảm của Jae Won, Gaun cũng ngộ ra một chân lý mới, cô cũng nên đối mặt với sự thật. Có lẽ Gia Jin sẽ không thích cô và sẽ không bao giờ thích cô nhưng cô vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống này. Biết đâu tương lai sẽ thay đổi ra sao, cô cũng mong rằng Gia Jin sẽ không vì cô thích anh mà anh sẽ tránh cô như tránh tả. Nhìn Gaun trưởng thành như vậy, cuối cùng Gia Jin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Gaun tiến đến phanh xích lô Gia Jin. Xích keo cứng ngắc, nước đi này Gia Jin chưa tính được. Gia Jin định mắng cô nhưng cô đã chạy mất hút từ bao giờ. Cảnh hai người vui đùa với nhau đã bị ai đó chụp được. Hôm sau Gia Jin cùng mọi người trong ổ đi cổ vũ cho con trai của huấn luyện viên cũ của Gia Jin. Lịch sử đã lặp lại, trọng tài đã bị mua chuộc. Đầu óc Gia Jin quay cuồng, ký ức năm xưa tuôn như nước trong đầu Gia Jin. Anh lập tức tìm đến trọng tài hỏi ai là người đã mua chuộc anh ta. Người đó lại là một người vô cùng quen thuộc với Gia Jin, Mote. Mote giờ đã biến thành tay sai đắc lực của Guteman. Guteman nói gì thì Mote sẽ làm theo mặc dù chẳng biết nó để làm gì. Gia Jin lập tức hẹn gặp Mote. Gia Jin hỏi Mote tại sao anh lại làm vậy. Mote không chối tội trái lại còn thừa nhận trọng tài là do mình mua chuộc. Gia Jin hỏi lý do nhưng Mote nhất quyết không nói. Mote bảo Gia Jin đừng xía vào chuyện này nữa. Dù có biết lý do thì cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Hai người tức tối xông vào đánh nhau một trận, đánh nhau xong lại làm hòa. Gia Jin hỏi có phải Guteman đã sai khiến Mote. Mote chỉ biết che mặt cười khổ. Mote nói Gia Jin đừng cố đào sâu. Đây không phải là trò chơi Gia Jin có thể làm chủ. Nếu Gia Jin quyết định nhúng tay thì hãy chấp nhận mất đi một người bạn. Gia Jin đến tìm Guteman thì gặp Sun Ha bước ra khỏi phòng anh ta. Sau một hồi gặng hỏi, Gia Jin cuối cùng cũng biết thế lực đằng sau cậu bé thắng cuộc kia. Cậu bé là em trai của Sung Ha và là con trai của nghị sĩ quốc hội. Hôm sau Gia Jin đến trung tâm thì nghe tin Gaun bị gọi lên liên đoàn. Thì ra kẻ chụp trộm Gaun và Gia Jin hôm đó đã giao nộp toàn bộ ảnh và video cho tên ô. Tên ô nộp chúng cho Guteman. Bọn chúng đã ngứa mắt Gia Jin từ trước nên đây là cơ hội để loại bỏ Gia Jin một cách triệt để. Guteman cho Gaun hai sự lựa chọn. Một là sự nghiệp và đổ hết tội lên đầu Gia Jin. Hai là bỏ sự nghiệp. Đúng lúc này Gia Jin bước vào. Anh không nói nhiều tiến lên đấm cho Guteman một phát vào mồm sau đó tuyên bố nghỉ việc rồi kéo Gaun rời đi.
Anh cũng chẳng muốn làm nữa khi lãnh đạo bên trên toàn lũ sâu bọ hút máu vận động viên. Chính những kẻ đó mới là người cần được thanh lọc. Jazin chính thức tuyên chiến. Sau khi dặn dò Gaun, Jazin rời khỏi trung tâm trở về ổ cùng các đồng đội lên kế hoạch tác chiến. Bọn họ phải tìm ra mối liên hệ giữa Guteman, Mote cùng với nghị sĩ. Jazin cử Park Súng Lục theo dõi Guteman, Sangu cùng Soji sẽ ở bên cạnh tương trợ. Bọn họ phải làm vụ này thật cẩn thận. Nếu xảy ra sai sót thì người phải gánh chịu hậu quả chính là Mote. Sau khi Jazin rời đi, Gaun cùng lờ mờ đoán ra được người đã tiết lộ những bức ảnh đó là ai. Gaun tìm đến người đó hỏi tại sao cô ta lại làm vậy. Theo lý bình thường thì người sai phải biết xin lỗi, nhưng đằng này cô lại cho rằng Gaun như thế là xứng đáng. Gaun không hề tức giận, ngược lại cô còn cảm thấy thương thay số phận những người nghe theo lời tên ô. Nhờ những lời giảng đạo lý của Gaun, hai người không chỉ xóa tan hận thù mà còn từ thù thành bạn. Bên này, Park Súng Lục cùng đồng đội theo dõi Guteman cả một ngày dài cuối cùng cũng có thu nhập. Anh ta đã đi đến gặp Sung Ha, sau đó đi đến bộ nghệ thuật và thể thao. Sang-gu đóng giả làm nhân viên sửa chữa cài máy nghe lén vào đó. Nhiệm vụ hoàn thành, mọi người lại trở về ổ. Thông qua tai nghe, bọn họ biết được Guteman đang muốn lập quỹ với mục đích nào đó chưa tiết lộ. Soji thông qua thám thính cho ra thông tin quỹ đó sẽ lấy tên là Cây Tu, được sáng lập bởi công ty K-1 do Mote làm giám đốc. Bọn họ nghe rằng Mote chỉ là giám đốc bù nhìn phục vụ cho lợi ích của Guteman cùng nghị sĩ. Qua một hồi vẽ vời, bọn họ nhận ra vụ này khá là khoai, nằm ngoài khả năng bọn họ có thể nghĩ đến. Bọn họ đang nói chuyện thì Mote đến. Jazin cùng Mote vào phòng uống rượu. Ngay từ ban đầu, Mote đã biết mình chỉ là một con rối của bọn họ. Cái công ty đó thực chất chính là ví tiền của nghị sĩ, và cái quỹ đó lập ra cũng chỉ để ông ta rửa tiền. Nếu có mệnh hệ gì thì Mote sẽ là người chịu. Mote biết điều đó nhưng anh lại chẳng thể rút lui. Jazin thấy vậy thì càng thương bạn, càng quyết tâm hành động. Tưởng chừng Mote đã quay đầu là bờ, nhưng khi vừa rời khỏi ổ, Mote lập tức rút điện thoại gọi cho Guteman nói với anh ta mọi chuyện chỗ Jazin đã được anh ta lo liệu xong xuôi, giờ chỉ cần chờ Jazin tự mình chui đầu vào dọ. Mote vừa cúp máy thì Gaun xuất hiện. Mote túm lấy Gaun kêu cô đừng quan tâm chuyện này, hãy trở về trung tâm tiếp tục việc huấn luyện. Gaun không muốn, cô biết rằng anh trai mình đang làm việc không đúng. Mote nói với Gaun anh buộc phải làm như vậy. Thế giới của cô chỉ có sân băng, nhưng đối với anh thì khác. Anh còn phải lo cho bố mẹ và cho cả cô. Không có những đồng tiền đó thì sống làm sao được. Gaun cứ như vậy bị Mote kéo đi. Sung Ha cùng đến tìm Jazin để đưa trả lại anh những thứ còn để ở văn phòng. Sung Ha đã nhìn thấy tấm bảng đó nhưng cô vẫn giả vờ như không. Cô không đến để khuyên Jazin bỏ cuộc mà chỉ muốn anh hãy suy nghĩ và đưa ra sự lựa chọn thật cẩn thận. Nếu anh thay đổi suy nghĩ thì biết đâu rằng thế giới này cũng sẽ thay đổi phần nào. Gaun bứt rứt ngồi nhìn chiếc điện thoại, cô nên chọn như thế nào? Chọn anh trai hay là chọn chính nghĩa? Sau một hồi, Gaun ấn gọi cho Jazin. Cô hỏi anh có thể đến xem cô thi đấu giải quốc tế được không? Gaun năn nỉ anh hãy đến xem cô thi đấu, chỉ một lần này thôi, nhưng Jazin đã từ chối. Anh nói rằng mình có việc rất quan trọng vào ngày hôm đó. Gaun cúp máy rồi bật khóc. Ngày thi đấu đã đến, từ sáng sớm Mote đã gọi điện cho Jazin nói rằng anh ta sẽ rời đi ngay bây giờ, mật khẩu kết sắt anh ta cũng sẽ nhanh chóng gửi cho Jazin. Jazin chỉ cần đến và lấy nó là được. Jazin đã đến, nhập xong mật khẩu kết sắt. Cảnh sát xông vào, ú ỏa hóa ra người đến lại là Sung Ha. Thì ra Mote đã thật sự quay đầu là bờ. Gaun đã kể cho anh trai nghe chuyện mình suýt bị tên ô làm nhục 4 năm trước. Những lời của Gaun khiến Mote thức tỉnh. Anh không ngờ mình lại đang tiếp tay cho những kẻ muốn làm nhục em gái mình. Mote liên minh cùng Jazin và Sung Ha tạo ra một màn ngày hôm nay. Những tài liệu quan trọng đã được Mote di chuyển đến nơi khác và chờ Jazin đến nhận. Jazin mở chiếc két sắt thật sự, đột nhiên tiếng chuông cảnh báo vang lên. Guteman là một tên vô cùng cẩn thận nên hắn luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ. Jazin nhanh chóng chạy khỏi đó thì lại va phải Guteman. Hai người đại chiến trong thang máy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trận chiến lần này Jazin đã thắng. Guteman đau đớn gục ngã trong thang máy nhìn Jazin rời đi. Jazin còn tặng kèm Guteman một cú knock out nhớ đời. Mọi người trong ổ cũng đến tiếp sức cho Jazin. Nhiệm vụ thành công rực rỡ, Jazin thong dong ôm hộp tài liệu rời đi. Bên này, Gaun cùng đồng đội thành công đạt được huy chương vàng hạng mục tiếp sức và Sun A cũng thành công trở thành nhà vô địch cự ly 1500m. Nhìn em gái thành công, Mote mừng rớt nước mắt, nhưng hiện tại anh có việc quan trọng hơn cần làm. Mote xông vào khách sạn muốn tìm tên ô tính sổ. Jazin gọi điện cho Mote không thấy cậu nhấc máy thì cảm thấy không ổn chút nào, liền phi xe đến khách sạn tên ô ở. Tên ô lúc này đang gọi hẹn Sun A đến phòng. Ông ta định giở trò với Sun A giống hệt Gaun năm đó. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, tên ô được tắm trong bột trắng. Gaun xông vào kéo Sun A đang hoảng sợ chạy đi. Tên ô nhanh chóng đuổi theo thì lại va vào Mote, nhưng tên ô may mắn chui vào thang máy kịp thời và chạy thoát. Gaun dẫn Sun A rời khỏi đó. Sun A hoảng sợ bật khóc. Cuối cùng Sun A cũng biết 4 năm trước Gaun đã phải chịu chuyện gì. Gaun mượn điện thoại người lạ gọi điện cho Ji Jong nhờ cô giúp. Hai người họ đang ngồi chờ thì tên ô xuất hiện. Gaun nắm lấy tay Sun A thì bị tên ô túm lại. Ông ta định đánh hai người họ. Mote từ đâu chạy đến đẩy ngã tên ô rồi đè hắn ta xuống cho vào đấm. Không biết từ đâu một viên đá xuất hiện. Mote thuận tay cầm nó lên muốn hạ xuống, may mắn Jazin đã kịp thời đến cản lại. Mote đánh đủ rồi, giờ đến lượt Jazin. Một đấm là say đắm. Đây chỉ là cảnh cáo mà thôi. Những thứ hay ho hơn còn chờ hắn đằng sau.
Ja-jun đưa Ga-un về nhà thì thấy một tên áo đen đang lục soát nhà cô, còn mẹ cô thì ngã ở bên cạnh. Hóa ra nghị sĩ đã phái người đến tìm tài liệu bị Ja-jin đem đi. Mo-tae, kẻ phản bội không tránh khỏi liên can nên những tên côn đồ đó mới đến lục soát nhà Mo-tae. Ja-jin vừa bước ra khỏi cổng thì nghe tin bên ổ cũng có những kẻ áo đen đến lục soát. Mo-tae hiện tại đã biến mất và mất liên lạc. Mo-tae lúc này đang liên lạc với Gu-tae-man. Anh gọi Gu-tae-man ra nói chuyện. Gu-tae-man ban đầu còn kêu Mo-tae hãy giao ra tài liệu rồi bọn họ sẽ sống, nhưng không. Gu-tae-man cũng chỉ là một con tốt giống Mo-tae. Nếu bọn họ nộp tài liệu thì chắc chắn sẽ chỉ có chết nhanh hơn. Có một điều Gu-tae-man không hề biết, nghị sĩ đã giao cho Mo-tae một nhiệm vụ riêng. Hãy biến kẻ đứng đằng sau thành Gu-tae-man chứ không phải nghị sĩ. Gu-tae-man biến thành con rối thứ hai để đảm bảo rằng nếu bị phát hiện thì ông ta vẫn sẽ bình an vô sự. Mọi chuyện sẽ được tính lên đầu Mo-tae và sau đó là Gu-tae-man. Người của nghị sĩ đã đuổi đến chỗ của hai người. Mo-tae bị đánh như tử và bị những kẻ đó buộc đá vào chân chuẩn bị ném xuống sông bịt miệng. Gu-tae-man cũng chật vật không kém. Ngay vào thời khắc đó, Ja-jin xuất hiện. Ba người lần đầu liên minh lấy ba chọi năm. Bọn họ còn đang định đánh nhau tiếp thì tên áo đen nhận được cuộc gọi sau đó cho người rút hết. Thì ra Ja-jin trước đó đã bị kẻ áo đen bám theo. Lần này anh chọn cách giao tài liệu cho chúng rồi đi cứu Mo-tae. Mạng người mới là quan trọng. Bọn họ đã lấy lại được tài liệu nhưng quên mất rằng còn chiếc điện thoại của Mo-tae. Chiếc điện thoại đó chứa tất cả các cuộc gọi giao dịch cùng tin nhắn quan trọng. Chiếc điện thoại hiện tại đã đưa cho Ja-jin và Gu-tae-man cũng tình nguyện tham gia vào vụ này. Gu-tae-man sau đó đã mang nộp chiếc điện thoại của Mo-tae cho nghị sĩ. Các bạn nghĩ Gu-tae-man phản bội ư? No, tất cả đều đã được lên kế hoạch. Lần này Gu-tae-man sẽ trở thành gián điệp bên cạnh nghị sĩ. Sau khi giao nộp chiếc điện thoại, nghị sĩ cử người của mình đem tài liệu cùng chiếc điện thoại đi cất giấu. Gu-tae-man bám theo sau đó thông báo cho Ja-jin cùng Mo-tae vị trí cất giấu. Bọn họ chưa kịp rời đi thì nghị sĩ ập tới. Ông ta sẽ không bao giờ tin một kẻ đã phản bội mình. Hai bên giảng đạo lý một hồi rồi xông vào đánh nhau. Ba người chiến đấu kịch liệt nhưng vẫn không thể thắng vì đối thủ quá đông và có vũ khí. Sung-ha xông vào muốn cứu Ja-jin. Vì là con gái của nghị sĩ nên đám người đó không dám đụng vào cô mà chỉ có thể cho rút. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường. Ja-jin nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Mo-tae cùng Gu-tae-man bị thương nhẹ hơn nên chỉ cần băng bó một chút là xong. Mọi chuyện nhanh chóng bị điều tra. Nghị sĩ lúc này vẫn đang ung dung uống trà trong đồn cảnh sát vì cho rằng mình sẽ thoát, ai dè sự xuất hiện của Mo-tae đã cho ông ta một cú và bốp vào mặt. Mo-tae mang theo chiếc điện thoại đã lấy lại được đem nộp cho cảnh sát làm bằng chứng và người lấy lại chính là Sung-ha. Vụ việc của tên Ô cũng nhanh chóng được lan truyền. Ga-un cùng Sun-a đứng ra làm chứng chống lại tên Ô. Tên Ô cùng nghị sĩ vào tù bóc lịch. Gu-tae-man cùng Mo-tae trắng án. Ga-un cùng đồng đội vô địch Olympic và sự nghiệp thì thường đi kèm với tình yêu. Chắc các bạn cũng đoán được ai là người sẽ nên duyên với Ga-un. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.